gọi là 10 lít để chúng ta tưới vào cái gốc cây của chúng ta. Thì chúng ta có thể... đến với kênh siêu thị cây giống thì Quanh cùng với các anh chị kỹ sư của siêu thị cây giống mong mỏi là gửi đến quý bà con những cái cỡ cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao để có thể giúp bà con gia tăng được gấp đôi gấp ba thu nhập của mình một cách dễ dàng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì Quanh cũng thường hay chia sẻ đến quý bà con những cái loại trái cây mà có giá trị bonsai, cảnh quan nhìn sao cho nó đẹp, vừa trồng vừa đẹp mà vừa ăn được các bà con ha. Và đặc biệt là phụ nữ là phải đẹp da, ăn nhiều trái cây sẽ đẹp da và hơn người khác. Thì một trong những cái loại cây mà vừa có giá trị kinh tế và vừa có cái tính mỹ quan cao, tính thẩm mỹ cao, chúng ta có thể trồng ở trong sân nhà được, đó chính là cây lựu đỏ Ấn Độ. Thì lần trước thì Quanh muốn cùng với Bảo Trân cũng đã thực hiện một cái video chia sẻ đến quý bà con về cái cách trồng lựu đỏ Ấn Độ ở trong chậu làm như thế nào cho nó hiệu quả. Thì ngày hôm nay thì Quanh hứa với quý bà con là chúng ta sẽ tiếp tục cái quy trình đó là 7 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 25 ngày và liên tục để chúng ta nhìn thấy cái sự phát triển và hình thành của cây lựu đỏ Ấn Độ như thế nào khi ở giai đoạn trong chậu và chúng ta xử lý trái, tạo tán, tạo tàn như thế nào. Thì bây giờ đã sau 7 ngày chúng ta trồng cây lựu đỏ Ấn Độ rồi và bây giờ thì bên Quanh cùng với Bảo Trân sẽ bắt đầu tiến hành chăm sóc sau 7 ngày đối với cây lựu đỏ Ấn Độ mà trồng trong chậu. Thì chúng ta cần phải làm gì? Thì trước hết thì chúng ta cùng ngắm lại hai cây lựu đỏ Ấn Độ được trồng cùng một thời điểm nhưng mà theo hai cách khác nhau thì vô hình chung nó tạo ra là hai cái số phận khác nhau. Thì đây là cây lựu đỏ, đây là cây lựu đỏ Ấn Độ bà con ha. Đây là cây lựu đỏ Ấn Độ mà Quanh đã trực tiếp qua tay Quanh trồng và ngày hôm đó là Quanh có tưới phun mít kích rễ cho cây lựu đỏ Ấn Độ này. Quanh cùng với Bảo Trân cũng là tạo một cái phương pháp thử đối với việc trồng cây lựu đỏ Ấn Độ. Thì đây là phương pháp thử đối với lựu đỏ Ấn Độ trồng ở trong chậu. Thì là xem là coi là nó khi có sử dụng phun mít Hoa Kỳ và khi không có sử dụng phun mít Hoa Kỳ thì là cái cây của chúng ta nó sẽ phát triển và sinh trưởng như thế nào. Thì rất là kết quả thì rất là nhanh thôi. Đây là cây giống có sử dụng cái phun mít Hoa Kỳ để kích rễ, để trộn với phân và đất tro trấu ở dưới và kết hợp với lại tưới ở phía trên, sử dụng phun mít kích rễ bổ sung trung vi lượng để tưới phía trên kích thích rễ và bung đọt. Thì cái cây này bà con có thể thấy nè, nó đang bung đọt nè và lá nó rất là xanh, đọt thì cơ đọt đang đi mơn mởn luôn đó. Bảo Trân có thể giúp cho mọi người nhìn thấy cái việc này ha. Và lá thì rất là xanh, đọt thì nó đang đi, nói chung là nhìn cái cây này bà con sẽ thấy nó rất là khỏe đúng không ạ. Và ngược lại mà khi chúng ta nhìn qua cái cây phía bên này, đây cũng là cây lựu đỏ Ấn Độ, là cùng một lô với lại cái cây phía bên cạnh chúng ta vừa thấy. Thì bạn này thì là không có sử dụng phun mít Hoa Kỳ. Để Quanh coi là phun mít Hoa Kỳ của chúng ta nó có tác dụng như thế nào. Thì bà con có thể thấy là lá nó sẽ hơi vàng và đồng thời là cây thì nó chưa có đi đọt non mới. Cùng sau 7 ngày thì chúng ta thấy là cây lựu đỏ Ấn Độ có sử dụng phun mít Hoa Kỳ và không có sử dụng phun mít Hoa Kỳ là khác nhau hoàn toàn luôn ha bà con ha. Thì thôi ngày hôm nay thì cũng thử thách hai cái bạn lựu của chúng ta tới lúc này thôi, chứ bây giờ thì cây trồng mà cái lúc nào anh với Bảo Trân cũng thương cây hết, cũng mong là cây nhanh phát triển và cho trái sớm, cho hoa, cho trái để chúng ta ngắm, chúng ta nhìn và chúng ta được thưởng thức nha. Thì giờ thì Quanh sẽ pha là 10 gram cái phun mít Hoa Kỳ này với lại một cái thùng vòi là 10 lít để chúng ta tưới vào cái gốc cây của chúng ta. Thì chúng ta có thể ước chừng là hai cái mụn tay của chúng ta ha, một nè, hai nè, đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ khuấy nó lên. Tại vì á là Quanh làm quy trình người bình thường, bà con bỏ cái phun mít ở dưới á, bỏ cái phun mít ở dưới á thì nó sẽ tự tan. Còn á này là chúng ta làm nước trước rồi phun mít sau nên là chúng ta phải khuấy lên thì nó sẽ tan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tưới đều. Chúng ta sẽ tưới đều xung quanh gốc. Hàng ngày thì chúng ta vẫn tưới nha bà con nha. Hàng ngày chúng ta vẫn tưới. Cái này thì từ từ nó sẽ thấm xuống dưới và nó phát. Hàng ngày chúng ta vẫn tưới nha, chúng ta tưới đều như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta cũng tưới cái cây bên này luôn nha.
Tôi để cho bạn cùng chung số phận á, cùng tốc độ phát triển với bạn kia để hai cây nó có trái cùng một lượt ha. Đó, chúng ta tưới. Và hằng ngày thì bà con vẫn tưới nha. Nhưng bà con lưu ý xung quanh một điều là cây lựu nó rất là ưa nắng, nên là chúng ta phải đem cây lựu để ở ngoài nắng nè, ở ngoài trời như vậy nè, đừng có sợ bị mất vậy. Để ngoài nắng ngoài trời như thế này, cây lựu mà nó hấp thụ ánh nắng rồi á thì nó rất là nhanh phát triển. Thì đây là cái sau 7 ngày thì bà con cứ tưới cho quanh một lần khu bích Hoa Kỳ vô gốc của cây, là hàng ngày thì chúng ta vẫn tưới nước và nhớ là cho cây lựu đủ nắng thì cây lựu sẽ phát triển và sinh trưởng rất là nhanh nha bà con ha. Thì đây là quy trình rất là đơn giản, mới 7 ngày thôi, chúng ta chưa có gì phức tạp hết. Thì bà con lưu ý là nhớ là định kỳ là 7 ngày. Rồi tiếp theo, 10 ngày tiếp theo nữa là chúng ta tưới khu bích Hoa Kỳ nha. Rồi sau đó 1 tháng nữa con sẽ cập nhật lại cho bà con là cái tốc độ phát triển của cây lũ Ấn Độ này như thế nào, rồi quy trình 1 tháng thì chúng ta làm cái gì để cho quý bà con, quý khách hàng chúng ta có thể hình dung và chúng ta có thể dễ dàng thực hiện theo nha. Còn bây giờ Oanh cùng với Bảo Trân cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video hỗ trợ tiếp theo về cây lựu đỏ Ấn Độ. Nhớ like và chia sẻ cũng như đăng ký video ha bà con ha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại. Bye bye. Phát triển một cách nhanh chóng và đồng thời đó là từ đó giúp cho cây sinh trưởng và phát triển rất là nhanh và sẽ tiết kiệm được 20-30% cái chi phí sử dụng phân bón cho khu vườn của mình. Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thu hoạch trái xong thì cái vườn cây của chúng ta thường hay bị suy kiệt, thì sản phẩm khu bích Hoa Kỳ sẽ giúp cho cái vườn của quý bà con phục hồi một cách nhanh chóng nha bà con nhé. Và cuối cùng điều chúng ta mong đợi là khi chúng ta sử dụng sản phẩm khu bích Hoa Kỳ này, cây của bà con sẽ phát triển mạnh mẽ, cho năng suất cao, trái đẹp và phục hồi nhanh chóng sau khi thu hoạch. Nếu bà con quan tâm đến sản phẩm khu bích Hoa Kỳ hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm này, bà con hãy gọi vào số hotline trên màn hình. Đội ngũ kỹ sư của siêu thị cây giống rất vui được chia sẻ đến quý bà con về bí quyết này và đồng hành cùng quý bà con. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con nha.